Ok, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Đến với video clip ngày hôm nay á, thì mình sẽ tổng hợp lại những điều trong cuộc sống không phải ai cũng sẽ nói với bạn. Những điều này thậm chí là bạn không muốn nghe, nhưng những điều đó lại có thể giúp bạn trở thành một phiên bản tốt hơn, một phiên bản nâng cấp của bản thân bạn. Và trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là không liên quan nhưng mà cũng cực liên quan luôn. Đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình thì đừng quên hãy like, share, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nha. Cái này thì mình không có ép vì mình ép cũng ép không có được. Mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên đây đó. Điều đầu tiên trong danh sách đó là không ai quá bận rộn tới mức không thể trả lời tin nhắn của bạn cả. Bạn đủ thông minh để nhận ra mà mỗi lần đều là bạn chủ động nhắn tin. Nhận lại được cũng chỉ là những cái dòng tin nhắn hời hợt, cục ngủ. Không ai quá bận rộn tới mức đó cả. Độ dài ngắn của một dòng tin nhắn cũng thể hiện rất là nhiều thứ đó. Điều thứ hai, trong chuyện tình cảm, bạn vĩnh viễn sẽ là người thua nếu mà một tình cảm bạn đưa vào là thật. Điều thứ hai, từ đầu chí cuối đối phương không đặt cảm xúc của mình vào. Điều thứ ba là có những chuyện nhất định phải rõ ràng, thích cái thích, không thích tức là không thích, không có chuyện mập mờ im lặng. Cũng đừng để bản thân chịu thiệt thòi, làm thứ thay thế cho người khác. Bạn không có quyền ngược đãi cơ thể do chính ba mẹ bạn sinh ra. Điều thứ tư là bạn không cần phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Ai mà lại không muốn mình được người khác yêu quý chứ phải không? Nhưng mà chúng ta, mỗi người là mỗi cá thể riêng biệt, sẽ có những mục tiêu riêng biệt. Chỉ khi dám bị ghét thì bạn mới có thể tự do mạnh dạn sống cuộc sống của mình nó được. Mình thì cũng nỗ lực để mọi người yêu quý mình đó. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy là không ổn thì thôi. Cảm thấy nếu mà cố gắng nữa thì mình không còn là chính bản thân mình nữa thì không cần. Điều thứ năm là mọi người sẽ có một nhiệm vụ riêng, đừng can thiệp vào nhiệm vụ của người khác. Bạn có thể hỗ trợ, có thể động viên, nhưng mà đừng trực tiếp nhúng tay vào quyền đưa ra quyết định của bản thân chủ thể. Cuộc sống của họ thì nên do chính bản thân họ chịu trách nhiệm và nên cho họ sống cuộc sống mà họ mong muốn. Làm được như vậy thì bạn mới có thể hiểu là bạn cũng có quyền đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình và sống cuộc đời mà bạn mong muốn. Điều thứ sáu là đừng thay đổi mình vì người khác. Người khác có thể là động lực để bạn thay đổi, nhưng bạn hãy làm thêm một bước nữa là hướng trọng tâm của việc thay đổi về phía bản thân bạn cơ. Và một người từ đầu đã không vừa mắt bạn, bạn không làm gì cũng có thể ghét bạn, thì bạn hy vọng gì hả? Điều thứ bảy là hãy đối xử với người khác như cách mà bạn mong muốn họ sẽ đối xử với bạn, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Bạn không thể đòi hỏi người khác phải đối xử thật là đặc biệt với bạn chỉ vì bạn cũng đối xử với họ như vậy. Làm như vậy thực chất là bạn đang lợi dụng lòng tốt, xem nó như một dạng của credit card, thẻ tín dụng lòng tốt vậy. Thú thật là điều này mình cũng cảm thấy hơi khó. Điều thứ 8 là không ai nợ bạn nhiều hơn những điều mà bạn đã cho họ cả. Nên là họ đối xử tốt với bạn là sự lựa chọn của họ, chứ không phải là nghĩa vụ của họ. Đừng xem mình là cái vốn của vũ trụ nha. Điều thứ 9 là một trong những điều mình khá là tâm đắc, đó là cái gì là của mình thì sẽ là của mình, nên đừng có mà miễn cưỡng cưỡng cầu nha. Nhất là trong những mối quan hệ tình cảm nói riêng nếu mà một người yêu bạn thì hãy cảm ơn họ, nhưng mà đừng có đòi hỏi gì cả, không ai có nghĩa vụ phải yêu bạn cả. Điều thứ 10 đó là ít nói không phải là nói ít, mà là không nói những điều không cần thiết. Điều thứ 11, lời hứa hả? Bạn thừa biết trên cuộc đời này làm gì có cái gọi là vĩnh viễn chứ phải không? Thì hà cớ gì bạn phải tin vào lời hứa, lời cam kết của một người? Thậm chí ngay cả bạn một giây trước cũng đã không phải là bạn của hiện tại rồi. Lời hứa nghe chơi thôi, ít ra tại thời điểm đó nó thể hiện tình cảm của đối phương dành cho bạn, nhưng mà không phải là thứ bất biến, và không phải ai hứa được cũng sẽ làm được cả. Điều thứ 12, tính từ cái thời điểm mình làm video này trở về trước thì hầu như mình thấy thứ gì san sẻ đi thì nó cũng vơi bớt. Chỉ riêng cứ tình cảm là thứ mà khi mà chia sẻ đi thì nó không bị vơi bớt, thậm chí nó còn được nhân rộng thêm. Ít ra là với vốn kiến thức không mấy là đồ sộ của mình nhận ra điều đó. Vậy thì bạn đừng có đắn đo nha. Suy cho cùng thì chúng ta đều là những đứa trẻ, dù ở độ tuổi nào thì cũng thích làm việc tốt mà phải không? Điều thứ 13, nhiều người thường dùng sự thẳng tính như là một cái cớ để bộc lộ sự thô thiển, vô duyên của mình. Bạn đã gặp qua những người đó chưa? Điều thứ 14, một người càng công kích bạn, càng nói xấu bạn, nghĩa là sao?
Nghĩa là người đó chưa bao giờ có lòng tin ở bản thân họ. Hoặc là trong sâu thẳm nhận thức của họ nhận thấy á, dù chưa bao giờ muốn thừa nhận nha, nhưng mà họ nhận thấy á, là bạn có phần nhỉnh hơn họ. Hiểu được cái lý do đó thì bạn cần phải để tâm tới những lời công kích đó để làm gì, phải không? Điều thứ 15, bất kỳ khó khăn, thử thách nào của cuộc đời này đều chỉ có chung một cái mục đích, đó là khiến bạn mạnh mẽ hơn từng ngày. Như tác giả Osho của Cuốn Yêu đã từng nói, cuộc đời sẽ thật là nhàm chán, tẻ nhạt khi mà không có những biến cố, thử thách. Điều thứ 16, hãy đủ điên để làm điều mà bạn thích, nhưng mà hãy đủ tỉnh táo để biết đâu là giới hạn. Việc đã và đang làm YouTuber đối với mình cũng là một trong những điểm điên của mình đó. Điều thứ 17, ai cũng mưu cầu thật là nhiều lợi ích về phía bản thân mình. Như trong clip Mối quan hệ mập mờ mình đã từng nói, sống chứ khác vì mình cái đã. Duy chỉ có bố mẹ là yêu thương ta vô điều kiện. Nói tin tưởng được trong cái cuộc đời này á, nếu mà cho chọn đáp án á, mà trong khung đáp án xuất hiện ba hoặc là mẹ thì chắc chắn không cần phải tốn thời gian suy nghĩ. Mình, phần lớn những người con sẽ chắc chắn chọn vào khung ba mẹ đó. Ba mẹ yêu thương chúng ta là vậy. Chúng ta đừng có lợi dụng tình cảm đó nha. Điều thứ 18, ta sẽ không bao giờ biết trân trọng những thứ đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Chỉ khi mất đi rồi á, thì ta mới biết hai từ trân trọng. Có cách nào để mà thay đổi cái tình trạng đó không ta? Điều thứ 19, những điều bản thân bạn làm á, có trời biết, đất biết và bản thân bạn biết. Điều cuối cùng, đó là hãy ngủ nhiều hơn. Nghe quá ư là bình thường và có phần nhàm chán cho điều cuối cùng này nha. Như kiểu mà save the best for last trong trường hợp này là sai đấy. Nhưng giấc ngủ cực kỳ quan trọng luôn. Đừng có đợi đến khi mà mất phần lớn giấc ngủ sâu rồi á, tới chừng đó mới hối hận. Mình cực muốn hét lên cho mọi người biết là giấc ngủ quan trọng tới chừng nào. Nhưng mà không đủ thời gian rồi, chắc là đợi tới những clip sau vậy. Đương nhiên á, là mình biết là với video này thì mình đã không đi sâu vào các hạng mục như những cái video trước. Giống như việc đọc sách vậy, một quyển sách mà chỉ có lý thuyết suông, không có những thực hành thực nghiệm, không có đi sâu vào tận hạng mục gốc rễ của vấn đề thì rất là khó để mà hiểu. Kiểu nghe giống như kiểu mà đi vào tai này mà lọt qua tai kia vậy đó. Nên là nếu mà bạn cảm thấy tâm đắc với một trong những cái điều nào sau đây á, thì hãy comment trực tiếp phía bên dưới cảm nghĩ của các bạn. Mình sẽ nỗ lực đi sâu vào cái điều đó trong những cái content của video tiếp theo nha. Ok, mong rằng các bạn sẽ thích video này của mình, và nếu mà thích á, thì hãy share những chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IC của mình là Kantiki, mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Và các bạn hãy comment trực tiếp phía bên dưới về chủ đề mà các bạn muốn mình thực hiện, hay là cảm nghĩ của các bạn sau khi xem hết clip này. Mình sẽ note lại và mình rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video này của mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.